Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ của Logan. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một chiếc máy chơi game cầm tay đến từ hãng Sony nha các bạn. Và trước khi bắt đầu thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì nói sơ lược qua về chiếc máy Sony PSP này đó, thì là viết tắt của từ là PlayStation Portable đó các bạn. Đó thì mình nhớ không lầm là ra mắt vào thời điểm là năm 2008 đến năm 2010 hay sao đó các bạn. Mà cái giá thời điểm của nó thì mình không có nhớ là bao nhiêu. Nhưng mà hồi đó ha, ai trong lớp mà có cái máy chơi game này á thì phải gọi là đỉnh nha các bạn. Đó, và đến cái những năm mà 2013, 2014 trở lại á, thì lúc đó điện thoại nó vẫn còn chưa phát triển mạnh á, thì người ta hướng đến những cái chiếc máy chơi game cầm tay này nhiều hơn nha các bạn. Mình nhớ không lầm là cái giá PSP 3000 này nè, thời điểm đó là khoảng 2 triệu rưỡi đô lại hay sao á. Thì cái máy này ấy, giá bây giờ mình thấy trên Shopee ấy, thì tầm khoảng từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy cái shop bán đó. Thì cái máy này ấy, là mình mua lại từ người quen ấy, thì mua khoảng 1 triệu nha các bạn. Tiếp tục tới phần ngoại hình của cái máy này ấy, thì chủ cũ ấy, thì giữ nhìn khá kỹ nha các bạn. Ở mặt trước ha, là có dán cả cường lực cho mình luôn nè. Mặt sau ha, là nhựa bóng rồi, cho nên cũng khá dễ chạy nha. Nhưng mà ngoại hình mình thấy tương đối là cũng khoảng là 95% trở lên đó các bạn. Đó, đây đây cái mã máy nè các bạn, PSP 3000 đó các bạn thấy không. Thì điểm khác biệt á là cái dòng 3000 á thì nó giống như dòng 2000 đó các bạn, mỏng nhẹ, thật sự là cầm rất là nhẹ luôn nha các bạn. Còn cái dòng này đó thì nó sẽ, cái dòng tròn này nó sẽ bé hơn những con PSP 2000 nha các bạn. Các bạn tìm trên Google thì sẽ thấy được hình ảnh. Thì thiết kế các đời máy PSP 1000 đến 3000 thì nó cũng xem nhau thôi, nhưng mà từ đời 3000 thì mình cảm thấy là ok nhất. Ở đây là có chỗ để mà sạc pin rồi các bạn. Còn cái chỗ này là nút tắt nguồn nha. Trên đây là có hai nút bấm left right, hai nút bấm trigger các bạn. Còn cái chỗ này là cổng để mình truyền dữ liệu nè, hình như là chuẩn USB cũ ngày xưa đó. Chỗ này là nút bật tắt wifi trên máy. Bên đây là thẻ cắm thẻ nhớ nha. Đây để mình cho các bạn coi. Đó, 16GB luôn. Còn ở đây là những cái nút điều khiển máy thôi, chứ không có gì nhiều. Ok, mình mở lên nè các bạn thấy không, cái máy này cũng có chức năng để mà lên mạng như hồi đó luôn nha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì có điện thoại hết trơn rồi, nói thật lên mạng cái kiểu này nó còn chậm hơn là những chiếc điện thoại nữa các bạn. Đó thì các bạn vẫn có thể chép nhạc chứ là chép phim vô để mình xem, nhưng mà hiện trong máy mình không có đó, mình chưa có nhạc gì hết á. À quên, còn cái mặt sau ở đây nữa là các bạn có chỗ để mà the, để mà gắn đĩa quang vô để mà chơi nha. Nhưng mà bây giờ là người ta chuyển sang chơi game ở trên thẻ nhớ hết trơn luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào game test thử cho các bạn coi nha. Để vô game giả lập nè. PSP á là game hồi đó là nổi tiếng nhất là mấy cái trò như là God of War rồi Final Fantasy gì đó. Đây, test thử game giả lập nét cho các bạn coi. Thank you.
bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một tựa game nữa là Tam Quốc Chí nha các bạn. Đây cũng là một game chơi rất là hay trên máy PlayStation hồi đó luôn các bạn. Đó thì những chiếc Sony PSP thì đồ họa cũng phải gọi là ví ngang như là những chiếc PlayStation 2 thời đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi game Mega Man ở trên chiếc máy này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ test thêm một tựa game cuối nữa là game Kamen Rider ở trên máy này nha các bạn. Thank you.
Ok, và đó là trải nghiệm nhanh của mình về chiếc máy chơi game cầm tay này nha các bạn. Và hy vọng các bạn sẽ enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích video thì bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.